Vâng, kính chào, trân trọng kính chào tất cả các bạn với Kỳ Lân Luxury. Và ngày hôm nay em giới thiệu với tất cả các bác một siêu phẩm chiếc nhẫn theo phong cách Rolex. Và clip này tiếp tục là một clip giới thiệu về tổng quát về chiếc nhẫn này. Để theo dõi chi tiết Full HD 4K clip về chiếc nhẫn độc đáo này thì hãy đăng ký kênh, theo dõi kênh YouTube này cũng như là like theo dõi fanpage này để theo dõi clip đó nhé, và nhiều clip hay nữa. Đây, các bác xem cận cảnh giùm em. Và xin giới thiệu với tất cả các bác là Kỳ Lân Luxury, đơn vị chuyên cung cấp tất cả sản phẩm đẳng cấp xa xỉ phẩm trên toàn cầu theo nguyên tắc cơ bản sản phẩm sưu tầm. Và sưu tầm thì nó có 5 yếu tố quyết định nên tạo nên thương hiệu Kỳ Lân Luxury ngày hôm nay, đó chính là một nguyên bản, hai nguyên dinh, ba là một là nguyên bản nha, hai là nguyên dinh, ba là chính hãng, bốn là line new, và năm là giá cả phù hợp lý và bán hàng theo phong cách giao lưu. Tức thằng Kỳ Lân sẽ giao lưu với tất cả các bác, và một người đam mê nghiêm túc với nghề, một người làm việc nghiêm túc, một người đam mê công việc nghiêm túc và đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, kinh nghiệm lâu năm cộng với thiết bị máy móc chuyên sâu chuyên dụng cho hỗ trợ cho kỹ thuật soi xét về sản phẩm. Cho nên tất cả sản phẩm Kỳ Lân Luxury cung cấp cho tất cả quý bác là cực kỳ yên tâm tuyệt đối. Cũng như là cái mình là một người nghiêm túc công việc và mình làm việc với tâm, với nghề, với đạo đức. Cho nên là tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury dựa theo những cái sản phẩm đẳng cấp thì nó nổi tiếng về những cái cấu tạo nên nó là xa xỉ rồi, nhưng mà chất lượng nó phải tốt thì nó mới có tiếng đến ngày hôm nay. Thì chính vì như vậy Kỳ Lân đã chọn lọc những sản phẩm chất lượng nhất, mới nhất, những cái máy máy mà có máy mới tinh. Nếu như máy tinh mà có sỉ nhẹ cũng không chơi, mà máy cũ mà zin 100% cũng không chơi, mình phải chơi đẳng cấp nhất là nguyên bản, nguyên zin đẹp như mới theo cái phong năm cái nguyên tắc tiêu chí của sưu tầm đó. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và đừng quên theo dõi những clip tiếp theo nhé, và đừng quên chia sẻ giúp Kỳ Lân. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.